Xin chào, lại là Trường và Bác Quan đây. Như vậy là Apple đã chính thức có ngày cho sự kiện WWDC 24, nơi mà họ sẽ công bố ra các sản phẩm mới cho các nhà phát triển. Và con chip M4 chắc chắn sẽ xuất hiện trên một chiếc máy Mac nào đó mà chúng ta vẫn chưa biết được, nhưng tuy nhiên chắc chắn là sẽ có thôi. Thì đây có lẽ là một cái thời điểm thích hợp để chúng ta nhìn lại về con chip M3, rằng nó có phù hợp với chúng ta hay không, hay là chúng ta sẽ chờ con chip M4. Thì trong video này mình sẽ giải đáp cho các bạn luôn nhé. À, có một lưu ý, mình sẽ có hai phần cho video này. Đây sẽ là phần đầu tiên và mình sẽ nói về MacBook Air M3 2024 trước nhé. Bắt đầu ngay sau intro này. Ok, trên bàn của mình đã có hai chiếc máy ở đây. Và các bạn biết câu hỏi của mình là gì rồi đúng không? Đâu là chiếc MacBook Air M3? Thôi đùa ấy, không đùa đâu. Vào luôn nhá. Đây là chiếc MacBook Air M3 này. Và cấu hình của nó sẽ là 16GB ổ cứng 256 SSD. Thì đối với cả chiếc máy này, khi mà mình sử dụng á, mình trải nghiệm chiếc máy này cũng khá là lâu rồi. Thì mình đặt bên cạnh một chiếc M2, mình thấy nó hơi chán, bởi vì cơ bản thì nó rất là giống nhau ấy. Nên là khi mà mình sử dụng, mình có dùng thêm một chiếc M1 nữa. Và cấu hình của nó sẽ là 16GB ổ cứng 512. Thì khi mà đặt ba chiếc máy, ba đời chip này cạnh nhau, thì mình sẽ nhận ra được cái sự khác biệt nhiều hơn ở trên chiếc M3 này. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về ngoại hình. Đối với cả ngoại hình của chiếc M3 với cả M2 thì chúng ta sẽ có kiểu chung một cái khuôn thiết kế, một cái form thiết kế. Nó là một cái nhận diện mới của Apple rồi, nên là cả Air Pro đều giống nhau thôi. Cái cạnh, cái cách bo viền của nó cũng rất giống nhau. Màn hình, rồi notch, rồi vị trí bàn phím hay là trackpad, tất cả mọi thứ đều giống nhau hết. Nên là nếu như các bạn nào mà chuyển từ M2 lên M3 thì khá là thất vọng. Nhưng nếu như mà kiểu các bạn đã có tìm hiểu rồi thì chắc là các bạn cũng sẽ không đổi đâu. Ai mà dùng từ M1 đổi lên M3 á, thì sẽ thấy được cái sự khác biệt nó rõ ràng hơn nhiều, giống như ai mà đã chọn M2 từ M1 lên. Cảm giác gõ phím hay là chất lượng màn hình thì nó đều không khác gì so với cả M2. Về hiển thị màu, độ phân giải, các thứ nó đều giống nhau cả. Có một điểm lợi ở trên chiếc M3 này mà mình nhìn thấy được, nhưng mà thực ra thì nó cũng không lợi lắm, khi mà các bạn có thể xuất được hai màn hình cùng một lúc. Và mình cũng đã thử cắm hai màn hình ở chiếc máy này rồi. Tuy nhiên thì nếu mà cắm được hai màn hình thì các bạn phải gập cái máy này xuống như thế này thì mới viết xuất được hai màn hình ra ngoài. Thì như vậy thì chúng ta sẽ phải có thêm một bộ ghi ở ngoài nữa để sử dụng. Trong khi với việc mà chúng ta xuất một màn hình ở bên ngoài cùng với cả một màn hình ở đây, có bàn phím, có chuột, có trackpad, thì như vậy nó cũng khá là tiện rồi. Chứ còn gập như thế này xong chúng ta lấy thêm ghi ra nữa thì mình thấy nó cũng không khả thi lắm. Còn trong trường hợp bạn nào mà muốn sử dụng song song hai màn hình mà kích cỡ nó bằng nhau á, thì điều này rất là tốt. Còn đối với mình thì cái cách sử dụng của mình nó không phù hợp với cái kiểu làm này lắm, nên là mình không thấy đây là một cái điểm lợi nó quá nhiều cho chiếc M3 này. Còn cho đến khi mà mình so với cả M1 thì cái việc khác biệt duy nhất nó sẽ về cái cảm giác gõ. Cảm giác gõ của nó sẽ có cảm giác nảy và đầm hơn một chút so với cả M1, nhưng mà nó sẽ vẫn giống M2, bởi vì là về cái phần bên ngoài gần như là chúng nó không có khác biệt gì nhau quá nhiều. Việc sử dụng ở trên chiếc máy này thì cái điểm đáng khen nhiều nhất ở trên máy thì mình vẫn muốn khen về trackpad, dù cho là chúng ta đã biết về trackpad của nó quá tốt rồi. Một cái kích thước trackpad nó không quá to, tuy nhiên mà chúng ta sử dụng ở trên này, kể cả thay thế cho chuột, nếu như bạn nào đã dùng quen cũng có thể thay thế cho chuột luôn. Một cách xử lý về cái phần cảm ứng lực cho đến việc thao tác di chuyển, nó đều rất mượt và không hề có hiện tượng khựng hay là có vấn đề gì ở trên trackpad cả. Đối với cả công việc văn phòng cơ bản thì hai chiếc máy này rất giống nhau và không có sự khác biệt gì luôn. Nếu như bạn nào có ném đá rằng là M3 sẽ phải mạnh hơn thế nọ thế kia, mạnh hơn 15-20% gì đó, thì mình chấp nhận luôn. Bởi vì mình trải nghiệm hai chiếc máy này không có gì khác biệt cả, từ việc tối ưu phần mềm cho đến việc gõ văn bản, tất cả mọi thứ nó đều rất giống nhau. Và kể cả với chiếc M1 luôn. Tức là ở cái thời điểm này, nếu như các bạn chọn M1 để làm một chiếc máy văn phòng thì vẫn đang rất ok, chứ không nhất thiết phải lên M3, trừ khi là các bạn muốn có thiết kế mới thôi. Đó là về văn phòng nhá. Còn đối với cả tác vụ mà chúng ta làm video, làm hình ảnh hay là những cái công việc nó nặng hơn đi, thì đây sẽ là một cái điểm ưu thế mà mình nhìn thấy được ở M3. Đối với cả M3 thì nó sẽ không có cái thời gian render hay là cái việc xử lý tốt hơn quá nhiều so với cả M2. Tuy nhiên khi mà có một chiếc M1 bên cạnh thì các bạn sẽ nhìn thấy điều đó rất rõ qua cái việc mà chúng ta render video. Thì ở đây mình đã có render thử video ở một chiếc M1 và một chiếc M3. Sau khi mình render video ở trên Premiere Pro thì hai chiếc máy này sẽ cho ra hai cái kết quả nó khá là khác nhau. Đối với cả chiếc M3, lúc đầu pin của nó là 71%, sau khi render còn lại là 68%, tức là khoảng 3% để render video này. Và ở chiếc E020, lúc đầu là 30%, sau khi render là 24%. Về phần thông số của video này, đây sẽ là video 4K, độ dài khoảng 11 phút. Và mình đã mất 6 phút 53 giây để render trên chiếc M3,
và 7 phút 15 giây trên chiếc M1. Như vậy là về mặt tiết kiệm điện thì con chip M3 đã thể hiện được rõ về cái khả năng của nó khi mà khoảng cách về pin nó đã chênh nhau rất là nhiều. Còn đối với cả thời gian render video, tuy là có cách biệt dù là không quá nhiều đâu nhưng chúng ta đã có thể nhận ra được và bắt đầu thấy được rằng là có thể nên lựa chọn M3 trong những cái dự án dài hơi hơn của chúng ta trong thời gian tới. Có một nhược điểm từ đời M1 đến M2 và thậm chí đến bây giờ M3 nó vẫn đang xảy ra, đó là về việc mà chúng nó tối ưu về cái phần mềm sử dụng ở trên máy. Tất nhiên thì đây nó cũng không phải lỗi phần cứng quá nhiều, nhưng mà nếu mà Apple có thể khả năng xử lý được cho M3 nó mượt, nó ổn hoặc là nó tốt hơn cho những cái phần mềm mà chúng ta sử dụng ở trên giả lập Win, hay là ít nhất là những cái phần mềm mà nó chưa hỗ trợ quá tốt trên Mac, nếu mà nó xử lý được thì mình đã cảm thấy rất hài lòng rồi. Tuy nhiên nó vẫn giữ nguyên những cái lỗi như vậy. Điển hình đó là về việc mà mình sử dụng Google Sheet và Google Doc. Khi mà mình gõ ở trên này thì cái việc mà bị loạn phím nó có xảy ra, mặc dù là không thường xuyên đâu, nhưng mà nó có xảy ra và đã làm mình khá là khó chịu trong cái việc mà chúng ta nhập liệu ở trên này. Thì ở trên bản M3 này chúng ta vẫn chưa khắc phục được những vấn đề đó. Và đặc biệt như là Zalo, nếu như bạn nào có dùng thì chắc chắn là cũng sẽ biết về cái vấn đề nhảy chữ hay là bị double chữ rất là khó chịu. Ok, nói đến đây thì chúng ta sẽ xem MacBook M3 có thật sự là một lựa chọn tốt cho chúng ta hay không. MacBook M3 theo mình thì không, đây không phải một lựa chọn quá tốt. Tại thời điểm này các bạn có thể lựa chọn được M2 với mức giá nó tốt hơn rất là nhiều. Mức giá chênh hơn ở bản base chúng ta có thể nhìn thấy ở Mac One. Bản 8GB 256 chỉ có hơn 24 triệu mà thôi. Và ở chiếc M3 này sẽ khoảng từ 27 đến 28 triệu, tức là một mức giá chênh nhau tầm 3 đến 4 triệu. Tầm này thì chúng ta đã có thể mua được rất nhiều phụ kiện cho máy rồi, từ ổ cứng cho đến chuột, rồi dán bàn phím, dán máy, dán rất nhiều thứ. Đó, tức là khi mà các bạn mua một chiếc M2, các bạn đã tối ưu được chi phí và các bạn có thể mua được thêm rất nhiều phụ kiện thì mới bằng tiền một chiếc M3. Như vậy thì M3 tại thời điểm này vẫn chưa có gì quá thu hút. Vẫn có những sự lựa chọn lợi thế của M3 mà chúng ta có. Ví dụ như các bạn muốn chọn những bản cấu hình cao như là 16GB 512 thì những chiếc máy M3 nó lại có sẵn và mức giá của nó có thể là tiếp cận được tầm khoảng từ 36 đến 37 triệu đồng. Thì các bạn sẽ không phải chờ những cái bản cấu hình đặt của M2 như thế này. Ví dụ như là 16GB 256. Thực ra cấu hình này thì đã không còn sản xuất nữa, nhưng nếu các bạn có tìm và chịu khó tìm thì chắc là vẫn sẽ thấy thôi. Đó, nhưng mà nếu mà muốn cấu hình cao nữa thì sẽ không có đâu. Đây là vẫn ưu tiên chọn cấu hình cao cho M3 nhá. Còn về tương lai của M3 sau sự kiện WWDC như thế nào thì đối với mình thấy rằng đây vẫn sẽ là một sản phẩm được giữ lại của Apple. Bởi vì là như các năm trước của chúng ta đã thấy thì nếu như một chiếc E mới ra mắt thì ở trong sự kiện họ sẽ không cắt chiếc E này đi luôn đâu, mà ít nhất là họ sẽ ra cái máy Pro với con chip mới trước. Sau đó một thời gian thì bắt đầu mới ra chip mới trên máy E. Thì nếu như các bạn nào vẫn yêu thích cái chiếc M3 này thì cũng có thể click ngay vào đường link bên dưới của Mac One nhé, để có thể lựa chọn ngay một chiếc MacBook M3 cho mình. Và đây là video của mình về MacBook M3 với những nhận xét về chiếc máy này. Các bạn có đang dùng M3 không? Nếu có thì hãy để lại những trải nghiệm của mình bên dưới phần comment nhé. Và hãy bấm nút đăng ký ở bên dưới này, bấm thêm cả nút chuông để chúng ta sẽ xem thêm video tiếp theo về MacBook Pro M3 và các video hay hơn ở trong tương lai nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.